25 phẩm tán hoa, lúc bấy giờ trời Đế Thích và thế giới ba lần ngàn này có chúng trời tứ đại vương, trời 33, trời Dạ Ma, trời Đổ Sử Đa, trời Lạc Biến Hóa, trời Tha Hóa Tự Tại, trời Phạm Chúng, trời Phạm Phụ, trời Phạm Hội, trời Đại Phạm, trời Quang, trời Thiểu Quang, trời Vô Lượng Quang, trời Cực Quang Tịnh, trời Tịnh, trời Thiểu Tịnh, trời Vô Lượng Tịnh, trời Biến Tịnh, trời Quảng, trời Thiểu Quảng, trời Vô Lượng Quảng, trời Quảng Quả, trời Vô Phiền, trời Vô Nhiệt, trời Thiện Hiện, trời Thiện Kiến, trời Sắc Cứu Cánh, đều khởi ý nghĩ thế này. Nay tôn giả Thiện Hiện nương thần lực Phật vì tất cả hữu tình tuôn mưa pháp lớn, nay đây chúng tôi vì sự cúng dường nên đều hóa ra các thứ hoa trời vi diệu giải cúng Thích Ca Như Lai và Đại Bồ Tát cùng Bí Xô Tăng. Tôn giả Thiện Hiện cũng giải cúng dường Bát Nhã Ba La Mật Đa Thâm Sâu đã nói: khi ấy các chúng trời khởi lên ý nghĩ ấy rồi, liền hóa ra các thứ hương hoa vi diệu giải cúng Như Lai và các Bồ Tát vân vân. Khi ấy ở thế giới các Đức Phật trong cõi ba lần ngàn này đều tràn đầy hoa do thần lực Phật ở giữa hư không kết thành đài hoa trang nghiêm đẹp đẽ, che khắp thế giới ba lần ngàn. Cụ thọ Thiện Hiện thấy hiện tượng này rồi khởi lên ý nghĩ thế này: hoa giải cúng hôm nay ở các cõi trời chưa từng thấy có, hoa ấy đẹp đẽ thật, chẳng phải sanh ra từ cỏ cây trên đất dưới nước, đúng là chư thiên vì sự cúng dường mà từ tâm biến hóa ra. Khi ấy trời Đế Thích đã biết điều tâm niệm của Thiện Hiện nên nói với Thiện Hiện: hoa giải cúng này thật chẳng phải từ cỏ cây trên đất dưới nước sanh ra, thật cũng chẳng phải từ tâm có thể biến hóa ra mà chỉ biến hiện vậy. Cụ thọ Thiện Hiện nói với Đế Thích: hoa ấy chẳng xanh thì chẳng phải là hoa. Khi ấy trời Đế Thích hỏi Thiện Hiện: chỉ có hoa ấy chẳng xanh hay là các pháp khác cũng vậy? Thiện Hiện đáp: chẳng phải chỉ có hoa ấy chẳng xanh mà các pháp khác cũng vậy. Những pháp nào? Kiểu thi ca, sắc cũng chẳng xanh, mà đã chẳng xanh thì chẳng phải là sắc. Thọ tưởng hành thức cũng chẳng xanh, mà đã chẳng xanh thì chẳng phải là thọ tưởng hành thức. Vì sao? Vì pháp bất xanh, xa lìa các hí luận, nên chẳng thể đạt bày ra là sắc, vân vân. Kiểu thi ca, nhãn xứ cũng chẳng xanh, mà đã chẳng xanh thì chẳng phải là nhãn xứ. Nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ cũng chẳng xanh, mà đã chẳng xanh thì chẳng phải là nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ. Vì sao? Vì pháp chẳng xanh, xa lìa các hí luận, chẳng thể đặt bày ra là nhãn xứ, vân vân. Kiểu thi ca, sắc xứ cũng chẳng xanh, mà đã chẳng xanh thì chẳng phải là sắc xứ. Thanh hương vị xúc pháp xứ cũng chẳng xanh, mà đã chẳng xanh thì chẳng phải là thanh hương vị xúc pháp xứ. Vì sao? Vì pháp chẳng sanh, xa lìa các hí luận, chẳng thể đặt bày ra là sắc xứ, vân vân. Kiểu thi ca, nhãn giới cũng chẳng sanh, mà đã chẳng sanh thì chẳng phải là nhãn giới. Sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra cũng chẳng sanh, mà đã chẳng sanh thì chẳng phải là sắc giới, cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra. Vì sao? Vì pháp chẳng sanh, xa lìa các hí luận, chẳng thể đặt bày ra là nhãn giới, vân vân. Kiểu thi ca, nhĩ giới cũng chẳng sanh, mà đã chẳng sanh thì chẳng phải là nhĩ giới. Thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra cũng chẳng sanh, mà đã chẳng sanh thì chẳng phải là thanh giới, cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra. Vì sao? Vì pháp chẳng sanh, xa lìa các hí luận, chẳng thể đặt bày ra là nhĩ giới, vân vân. Kiểu thi ca, tỷ giới cũng chẳng sanh, mà đã chẳng sanh thì chẳng phải là tỷ giới. Hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra cũng chẳng sanh, mà đã chẳng sanh thì chẳng phải là hương giới, cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra. Vì sao? Vì pháp chẳng sanh, xa lìa các hí luận, chẳng thể đặt bày ra là tỷ giới, vân vân. Kiểu thi ca, thiệt giới cũng chẳng sanh, mà đã chẳng sanh thì chẳng phải là thiệt giới. Vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra cũng chẳng sanh, mà đã chẳng sanh thì chẳng phải là vị giới, cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra. Vì sao? Vì pháp chẳng sanh, xa lìa các hí luận, chẳng thể đặt bày ra là thiệt giới, vân vân. Kiểu thi ca, thân giới cũng chẳng sanh, mà đã chẳng sanh thì chẳng phải là thân giới. Xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra cũng chẳng sanh, mà đã chẳng sanh thì chẳng phải là xúc giới, cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra. Vì sao? Vì pháp chẳng sanh, xa lìa các hí luận, chẳng thể đặt bày ra là thân giới, vân vân. Kiểu thi ca, ý giới cũng chẳng sanh, mà đã chẳng sanh thì chẳng phải là ý giới.
pháp giới, ý thức giới và ý xúc, cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra cũng chẳng sanh. Mà đã chẳng sanh thì chẳng phải là pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra. Vì sao? Vì pháp chẳng sanh, xa lìa các khí luận, chẳng thể đặt bày ra là ý giới, vân vân. Kiều thi ca, địa giới cũng chẳng sanh, mà đã chẳng sanh thì chẳng phải là địa giới. Thủy hỏa phong không thức giới cũng chẳng sanh, mà đã chẳng sanh thì chẳng phải là thủy hỏa phong không thức giới. Vì sao? Vì pháp chẳng sanh, xa lìa các khí luận, chẳng thể đặt bày ra là địa giới, vân vân. Kiều thi ca, thánh đế khổ cũng chẳng sanh, mà đã chẳng sanh thì chẳng phải là thánh đế khổ. Thánh đế tập diệt đạo cũng chẳng sanh, mà đã chẳng sanh thì chẳng phải là thánh đế tập diệt đạo. Vì sao? Vì pháp chẳng sanh, xa lìa các hí luận, chẳng thể đặt bày ra là thánh đế khổ, vân vân. Kiểu thi ca, vô minh cũng chẳng sanh, mà đã chẳng sanh thì chẳng phải là vô minh. Hành thức danh sắc lục xứ, xúc thọ ái thủ hữu, sanh lão tử sầu than khổ yêu não cũng chẳng sanh. Mà đã chẳng sanh thì chẳng phải là hành cho đến lão tử sầu than khổ yêu não. Vì sao? Vì pháp chẳng sanh, xa lìa các hí luận, chẳng thể đặt bày ra là vô minh, vân vân. Kiều thi ca, cái không nội cũng chẳng sanh, mà đã chẳng sanh thì chẳng phải là cái không nội. Cái không ngoại, cái không nội ngoại, cái không không, cái không lớn, cái không thắng nghĩa, cái không hữu vi, cái không vô vi, cái không rốt ráo, cái không không biên giới, cái không tản mạn, cái không không đổi khác, cái không bản tánh, cái không tự tướng, cái không cộng tướng, cái không tất cả pháp, cái không chẳng thể nắm bắt được, cái không không tánh, cái không tự tánh, cái không không tánh tự tánh cũng chẳng sanh. Mà đã chẳng sanh thì chẳng phải là cái không ngoại cho đến cái không không tánh tự tánh. Vì sao? Vì pháp chẳng sanh, xa lìa các khí luận, chẳng thể đặt bày ra là cái không nội, vân vân. Kiều thi ca, chân như cũng chẳng sanh, mà đã chẳng sanh thì chẳng phải là chân như. Pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì cũng chẳng sanh. Mà đã chẳng sanh thì chẳng phải là pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghì. Vì sao? Vì pháp chẳng sanh, xa lìa các khí luận, chẳng thể đặt bày ra là chân như, vân vân. Kiểu thi ca, bố thí ba la mật đa cũng chẳng sanh, mà đã chẳng sanh thì chẳng phải là bố thí ba la mật đa. Tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã ba la mật đa cũng chẳng sanh. Mà đã chẳng sanh thì chẳng phải là tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã ba la mật đa. Vì sao? Vì pháp chẳng sanh, xa lìa các khí luận, chẳng thể đặt bày ra là bố thí ba la mật đa, vân vân. Kiểu thi ca, bốn tịnh lự cũng chẳng sanh, mà đã chẳng sanh thì chẳng phải là bốn tịnh lự. Bốn vô lượng, bốn định vô sắc cũng chẳng sanh, mà đã chẳng sanh thì chẳng phải là bốn vô lượng, bốn định vô sắc. Vì sao? Vì pháp chẳng sanh, xa lìa các hí luận, chẳng thể đặt bày ra là bốn tịnh lự, vân vân. Kiểu thi ca, tám giải thoát cũng chẳng sanh, mà đã chẳng sanh thì chẳng phải là tám giải thoát. Tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ cũng chẳng sanh, mà đã chẳng sanh thì chẳng phải là tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ. Vì sao? Vì pháp chẳng sanh, xa lìa các hí luận, chẳng thể đặt bày ra là tám giải thoát, vân vân. Kiểu thi ca, bốn niệm trụ cũng chẳng sanh, mà đã chẳng sanh thì chẳng phải là bốn niệm trụ. Bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo cũng chẳng sanh. Mà đã chẳng sanh thì chẳng phải là bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo. Vì sao? Vì pháp chẳng sanh, xa lìa các hí luận, chẳng thể đặt bày ra là bốn niệm trụ, vân vân. Kiều thi ca, pháp môn giải thoát không cũng chẳng sanh, mà đã chẳng sanh thì chẳng phải là pháp môn giải thoát không. Pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện cũng chẳng sanh, mà đã chẳng sanh thì chẳng phải là pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện. Vì sao? Vì pháp chẳng sanh, xa lìa các hí luận, chẳng thể đặt bày ra là pháp môn giải thoát không, vân vân. Kiểu thi ca, năm loại mắt cũng chẳng sanh, mà đã chẳng sanh thì chẳng phải là năm loại mắt. Sáu phép thần thông cũng chẳng sanh, mà đã chẳng sanh thì chẳng phải là sáu phép thần thông. Vì sao? Vì pháp chẳng sanh, xa lìa các khí luận, chẳng thể đặt bày ra là năm loại mắt, vân vân. Kiểu thi ca, mười lực của Phật cũng chẳng sanh, mà đã chẳng sanh thì chẳng phải là mười lực của Phật. Bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng cũng chẳng sanh, mà đã chẳng sanh thì chẳng phải là bốn điều không sợ cho đến 18 pháp Phật bất cộng. Vì sao?
Vì pháp chẳng sanh, xa lìa các khí luận, chẳng thể đặt bày ra là mười đực của Phật, vân vân. Kiểu thi ca, pháp không quên mất cũng chẳng sanh, mà đã chẳng sanh thì chẳng phải là pháp không quên mất. Tánh luôn luôn xả cũng chẳng sanh, mà đã chẳng sanh thì chẳng phải là tánh luôn luôn xả. Vì sao? Vì pháp chẳng sanh, xa lìa các khí luận, chẳng thể đặt bày ra là pháp không quên mất, vân vân. Kiều thi ca, trí nhất thiết cũng chẳng sanh, mà đã chẳng sanh thì chẳng phải là trí nhất thiết. Trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng cũng chẳng sanh, mà đã chẳng sanh thì chẳng phải là trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng. Vì sao? Vì pháp chẳng sanh, xa lìa các khí luận, chẳng thể đặt bày ra là trí nhất thiết, vân vân. Kiểu thi ca, tất cả pháp môn Đà La Ni cũng chẳng sanh, mà đã chẳng sanh thì chẳng phải là tất cả pháp môn Đà La Ni. Tất cả pháp môn Tam Ma Địa cũng chẳng sanh, mà đã chẳng sanh thì chẳng phải là tất cả pháp môn Tam Ma Địa. Vì sao? Vì pháp chẳng sanh, xa lìa các khí luận, chẳng thể đặt bày ra là tất cả pháp môn Đà La Ni, vân vân. Kiều thi ca, dự lưu cũng chẳng sanh, mà đã chẳng sanh thì chẳng phải là dự lưu. Nhất lai bất hoàn A La Hán cũng chẳng sanh, mà đã chẳng sanh thì chẳng phải là nhất lai bất hoàn A La Hán. Vì sao? Vì pháp chẳng sanh, xa lìa các hí luận, chẳng thể đặt bày ra là dự lưu, vân vân. Kiểu thi ca, dự lưu hướng dự lưu quả cũng chẳng sanh, mà đã chẳng sanh thì chẳng phải là dự lưu hướng dự lưu quả. Nhất lai hướng nhất lai quả, bất hoàn hướng bất hoàn quả, A La Hán hướng A La Hán quả cũng chẳng sanh, mà đã chẳng sanh thì chẳng phải là nhất lai hướng nhất lai quả, bất hoàn hướng bất hoàn quả, A La Hán hướng A La Hán quả. Vì sao? Vì pháp chẳng sanh, xa lìa các khí luận, chẳng thể đặt bày ra là dự lưu hướng dự lưu quả, vân vân. Kiều thi ca, độc giác cũng chẳng sanh, mà đã chẳng sanh thì chẳng phải là độc giác. Độc giác hướng độc giác quả cũng chẳng sanh, mà đã chẳng sanh thì chẳng phải là độc giác hướng độc giác quả. Vì sao? Vì pháp chẳng sanh, xa lìa các khí luận, chẳng thể đặt bày ra là độc giác, vân vân. Kiều thi ca, đại Bồ Tát cũng chẳng sanh, mà đã chẳng sanh thì chẳng phải là đại Bồ Tát. Tam hiệu Tam Phật Đà cũng chẳng sanh, mà đã chẳng sanh thì chẳng phải là tam hiệu Tam Phật Đà. Vì sao? Vì pháp chẳng sanh, xa lìa các khí luận, chẳng thể đặt bày ra là đại Bồ Tát, vân vân. Kiều thi ca, pháp của đại Bồ Tát cũng chẳng sanh, mà đã chẳng sanh thì chẳng phải là pháp của đại Bồ Tát. Quả vị giác ngộ cao tột cũng chẳng sanh, mà đã chẳng sanh thì chẳng phải là quả vị giác ngộ cao tột. Vì sao? Vì pháp chẳng sanh, xa lìa các khí luận, chẳng thể đặt bày ra là pháp của đại Bồ Tát, vân vân. Kiều thi ca, thanh văn thừa cũng chẳng sanh, mà đã chẳng sanh thì chẳng phải là thanh văn thừa. Độc giác thừa, vô thượng thừa cũng chẳng sanh, mà đã chẳng sanh thì chẳng phải là độc giác thừa, vô thượng thừa. Vì sao? Vì pháp chẳng sanh, xa lìa các khí luận, chẳng thể đặt bày ra là thanh văn thừa, vân vân. Hết quyển thứ 84.